đó em về á, em ngủ một giấc xong em thức dậy em đi đổ xăng với em đi vô Costco em mua đồ. Sẵn là đi vô Costco mua mua Home Depot á. Thì mua vài thứ. Đồ mấy cái khúc gỗ mà nó bán ngay rẻ đó. Chưa chưa không còn đâu. Home Depot 9 giờ